Bữa nào mà chúng nó chạy là cái hú bà xa lắm nha Ly. Đó, tìm lên kìa. Nó tìm ha. Đó, thấy đang cắn rồi đây nè. Béo, béo. Ở hai con thật lượng. Quá trời kêu rồi, quá trời sủa rồi. Đó. Đó, hay quá anh Tài ơi. Con cá hú. Tới rồi. Cá lôi vô góc. À, để coi coi. Coi nó có trắng trắng. Để coi nó trắng trắng à. Lên tim gì không? À, anh gõ đèn anh ngó ngó đầu tiếp nha anh Tài không? Giờ Tùng xin chào quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. Bây giờ khoảng 4 giờ khuya cả nhà. Mình cùng với anh Liêm. Anh Liêm đang kèo ở trước nè cả nhà. Hello mọi người. Hôm nay hai anh em mình đi cuốn lưới neo. Bữa có 2 giờ hả Liêm? Bữa 11 giờ mấy. Sớm dữ hả? À, tại mấy bữa trước em thấy bữa chừng tiếng mấy 2 tiếng à? Trước bữa nước giống, còn này bữa nước mẩy luôn. Dạ, ngâm ha? À, ngâm luôn. Dạ. Bữa nay anh chị hai không có bộ lưới đó nha. Trước là bè của anh hai mình. Nước cá, cá lăn, cá hay vàng. Còn phía bên đây là cái đèn của ta lưới anh Liêm nè, đèn xanh xanh. Chiều gần tới rồi nè. Không có. Ê, không gà, không ai bắt cá lăng đây được chứ. Ờ. Lâu lắm rồi đó. Có gì? Nay mình làm con cá lăng ngay đầu mỏ đi. Chứ để bắt cá cày hoài ha anh Liêm. Ừ. À, lên gục cá là bắt đầu mình thăm lưới cả nhà ơi. Cũng giống như thường ngày, anh Liêm đi kéo lưới một mình thì mình túm viền chì với viền phao lại. Còn nếu mình cuốn hai người thì mỗi người kéo một viền nữa nha. Như anh chị hai mình thì mỗi người kéo một viền. Cái viền nó sẽ, cái dạo lưới đó nó dài hơn. Kéo một mình mua loại lưới chừng khoảng 30 mặt phân nữa, loại lưới của anh hai là vừa. Để thôi dài quá nặng nước. Con gì, con gì? Mở hàng con cá hú cái nè. Mà nhỏ. Trời, có cá là có tiền. Có cá nhỏ lại có cá bự. Bị quấn lại nằm xếp ghe. Chị sẽ bỏ vô đục rồi chạy. Này rút luôn. Con này tụt qua được mà. Ừ. Nhát quá thì nhát, mà cục luôn. Đây là con cá hú nè. Đó, thấy không? Mạnh. Đó, thấy không? Nó bị quấn lưới á, nó mập. Quấn lưới bị bó lại cái nào im ru. vẫn còn muốn dính cái cày à? Đó. Ê, con gì, con gì? Cây, cái cây, cái cây. Ờ. Nhắc cây có liền ha. Một con cái cây. Cái cây này mình làm chả. Làm chả dùng khổ qua nấu canh rồi ăn. Cũng ngon. Không mấy mình chả xong cái mình chiên. Mình ướp cái mình chiên cũng được. Dài. Dạ. Ở đây chè chứ không cho. Mấy chị trên Sài Gòn quá khen. Cá ngon. Làm sẵn không? Làm sẵn luôn. À.
chỉ hai bá nạo dùm, bá nạo xong nó có cho. Dạ. Thầy bữa hôm chúng cá gỡ này cá chát rồi. Gỡ chậm cá chát á. À, cái cá thủ chục ký đó mới đi vô, đỡ mới đi hoài đi. Năm nay là quế bưởi xuống. À, thằng này thở xuống đây được. Em bữa nay em cầm mấy à. Nằm im không? Anh Tèo. Con cá nó nghe lời em lắm. Kêu nằm im, nằm im à. Thấy không, có dãy miếng nào không? Đúng rồi. Nửa mét không vậy? Nhiều. Chụp nửa mét. 300 mấy thước á. Dài. 300 mấy thước á. Ủa con này mới dính. Này là mới dính. Ê con nữa kìa anh Liêm. À hên. Lại gọi cá anh Tèo ơi. Qua cá anh Tèo ơi. Được không? Cá với cái gì vậy? Cái cày nữa. Cái cày quậy. Cá này mới dính. Dạ yeah. Mình neo chút nó đi. Thôi kéo rồi neo gì. Đám đậu gì không có trôi đâu mà sợ. Trước này cá trời là bữa từ sớm giờ nó không đâm thôi chứ nước này. Neo chi chút. Tới vậy cá cày vậy đó. Ê bữa nào mà chúng cá cày là cái hú bà xa lắm nha Ly. Đó tìm lên kìa. Có tìm ha. Đó thấy đang cắn rồi đây nè. Béo quét quá. Ở hai con được. Quá trời kêu rồi. Quá trời sủa rồi. Cái phóc nó sổ quá chứ. Bắt cá vô cái nhà. Nãy giờ anh đi thấy đây chịu bắt vô nữa nè. Dữ à. Ây da, rồi nó xuống đây nó thu rồi. Không mà còn trong cái địa bàn của nó đó. Còn trong cái địa bàn của cái cày đó. Chưa hồi dịnh lưới thì lộn lộn đi. Dạ. Mình đi cũng có một ông ẩm nữa. Nhưng mà ổng ngồi sao ổng nói đừng có quay á. Ổng cho quay hình. Anh Cúp cũng chưa cứu nữa kìa. Dễ gì không to bài cá cày rồi cả nhà tới bài ba sa đi tới bài bông lao lao còn hú 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 đạp đi coi mình lưới mình gỡ cho mau. Ê con này bự liêm à đỏ mình lưới rồi mình gỡ cho mau mình gỡ chứ con cá chung quá không có lộn đâu mấy cá này chung dễ gì lắm. Ừ vì con này ký mấy á ký rưỡi á có 2 ký chứ có 2 ký chứ 7 được con cá hú bự cả nhà đỡ. À, con này cầm mấy là cộm tay nè anh Tèo ơi. Cộm tay luôn. À. Vô. Nó yếu hơn kia. Nó còn thở nè. Cho đi lạc. Thì lấy cái này vừa cuốn rồi. Tại bữa nó chỉ xuống giờ nó khuất còn khuất lên cuốn nhẹ. Để hồi ngã xuống nó mập. Đó, coi coi. Cái cây. Vậy gì đây mà còn tới cái cây ở đây nữa. Cái cây ra tới ngoài này ta. Để
Chúng con lên tèo ơi. Nó chứ vô nước hồi tạch tỉnh, cho thở. Này bả cho cái bao đựng đựng cá sủ. Hồi dính cá sủ cái này được hả anh Tèo? Nhỏ hả? Cái bao này bự lắm nha anh. Cái con này cũng gần chục ký đó. Nếu mà bự cái bao nè. Bao giờ là chỉ được ký luôn. Đâu có, cái bờ bờ ấy kìa, ông ơi, tôi tính cái bờ... Đựng con cá. Ông ra đây ngon quá không? Ê, anh hơn hơn anh Diễn đó nha anh Tèo. Anh Liêm. Diễn mập á. Diễn mập nè, đi theo không có con gì hết trơn. Ừ. À, không phải. Diễn ghe gặp chưa hả? Thấy dưới nặng dữ à. Để không? Ủi cái gì? Đây dưới. Ủi luôn hả? À. Dưới nặng rồi cả nhà. Nghe sao mình quay máy ủi ra. Ủi cái đợt. Ủi đi anh Tèo. Ủi chạy luôn. Ủi chạy. Anh nhỏ đi được rồi. Ủi đi. Ủi đi. À, thì em để máy này luôn. Đổi lại cái mũi trước rồi. Để lúc mới lên nó bịt cái mũi lên nè. À, ủi gốc nhẹ vậy là dễ có cá lắm nè. Gốc rồi có cá. Ừ. Cá đeo vô gốc á, mình dính gốc. Để coi coi, ngoài đây coi còn cú ba sa gì không? Lên xém đó luôn. Luôn luôn hả? Xém đó luôn. Nè. Ừ, thấy tình hình này hơi ruộng luôn đi. Về phao lại. Trước sau không phao mà. Ít ít thì mình gỡ. Đó đâu. Dạ. Không phải đâu. Chưa tới đâu. Đó. Đó hay quá anh Tèo ơi. Con gốc rồi, con cá. Con cá hú. Tới rồi. Con cá lôi vô gốc. À, để coi coi. Coi có trắng trắng. Để coi trắng trắng à. Lên tim gì không? À anh gọi đèn anh ngó rồi tiếp nha anh Tèo. Tại giờ không gọi. Ôi, có tim la lên. Tim là có bờ gốc cày không? Không, cái này cũng có tim nữa nè. Không có tim hả? Dạ, nhiều quá nha, là có tim. Bữa anh Tâm đó anh Liêm. Ừ. Lên tim hoài luôn. Mà tim cái cày nó dữ hơn tim cái này nha. Mấy cái cày tim dữ lắm. Một con này khả năng này thôi lôi vô gốc nổi, nhiều con mới lôi vô nổi. Nhiều con mới lôi vô gốc nổi. Bữa nay anh Diễn mình gớt đài với anh Tèo mình rồi. Bữa anh Diễn coi cái clip này anh Diễn chữ nè. Chụp quê anh chữ. Quấn thiệt ra nhiều lớp ghê. Cái một con này khả năng nào mà lo vô được cái gốc. Nhiều con mới lo vô được cái gốc. Dạ. Yeah. Quá trời lớp rồi. Nè, hết đi được. Từ từ cái. Thank you.
Thôi nẻ đại đi. Bộ khoai nẻ mặt lưới à. Hy sinh. Cá dính lâu lắm. Dạ. Cái đùi nó hết nhé. Hết chết rồi. Đỏ đùi. Dính thầy nước mẩy quá. Dạ phải nước mẩy hả? Cái này đây, thằng cháu nó khoái thằng cá hú đây nè. Ồ, lý à. Thằng phải anh rồi dính cái đầu á cá nha. Đặng em đập cái đuôi cho nó dễ. Đúng rồi. Đập đuôi hết nhất. Rồi buồn. Đỡ rồi anh Tèo ơi. Thấy giờ thấy vậy đó, chứ vô nước là nó chảy à. Sư tử giả mệt. Đi chơi. Bữa nay mà dính con cá sủ là một hồi là mình cho cả nhà thấy mặt anh Tèo mình ở sao. Cũng vũ đó. Chứ nãy giờ là nghe tiếng mà không thấy hình. Trời ơi. Đang trong cá sủ mà gặp tiếng trắng nè. Đó. Dữ. Cúc mà này bọc dữ. Ở cái góc đó có một con sao? Vậy? Anh ra đi lạc. Nãy giờ mình dính hú không ạ? Ờ, ba hú. Dính thử đi bậy mà. Cái gốc nè, gốc dừa à. Ở đây có gốc dừa. Khỏi gì nữa phao lên. Khỏi gì nữa phao phải không? Hả? Khỏi gì nữa phải không? Ừ. Thấy nãy nằm bên kia vậy quay bên đây. Nữa dừa một phao lại khỏi đâu cần gỡ gì. Nãy thấy dừa phao nằm bên lầy. Giờ nó quay về bên tao rồi. Ừ. Thấy dừa cũng hay lắm rồi. Nước này cá sủ nó đâm nước chiều chứ không đâm nước này. Ừ. Nước này cá hú bả xa đâm. Trong bờ giờ này gà gáy gà hết trơn anh Tèo ơi. Quá tiền bột càng ngày bột càng dữ. Nước này quýnh này nó mời hết quýnh được. Ừ. Mời quýnh nó bọc còn dữ nữa. Bữa nay cái đông lưới chắc tới gúng. Còn đứng chỗ em là chỗ em đứng tới gúng thiệt. Thì đó. Bình thường đâu nhỉ. Tên đó luôn hả? Ra đây giờ chắc do dính bọc nhiều quá cá nó chê. Nó nói hôi mùi ghét quá nó không lại anh Tèo ơi. Chỗ nào dính bọc quá là nó không có cá cái này nhồi. Với lại phần nó bị dính bọc cái nó nặng lưới nó liệt xuống cái nó thu hẹp được cái vỏ lưới của mình. Thay vì cái vỏ lưới mình cao như đây. Cái đầu dưới bọc cái nào nó sập xuống, sập lưới xuống còn như đây à. Bởi vì cái tầm đánh bắt cá của mình nó bị hạn chế nó giảm lại liền. Như phần thấy có lưới lấy ghét nó đen nhét.
lưới phải sập bắt cá nó mạnh được. Này chở gác khổng xù. Thế chứ hôm nay là một trong những ngày gác nhiều quá nha, nhưng mà chưa có nhiều nhất đâu. Trời ơi, anh chị Hai có những bữa chở phải nói là khổng xù thiệt à. Không, dạo bị đó ít ngắn thì dạo hơn nó vậy đó, chứ nhưng tèo là khổng xù luôn đó. À, đúng nhờ mình ít dạo mới dưới ít bọc ha. À. Chắc có thể hết lưới rồi cả nhà. Giờ này anh Liêm kéo nhẹ thiệt rồi. À, gác này kéo nhẹ thiệt rồi nè anh Tèo ơi. Tới đây. Tới đây. Rồi. Lên cục đá neo cả nhà. Lên đi phao à. Rồi kết thúc tay lưới. Nên mình vô bờ. Anh Liêm có bắt cá không hay để gọng? Không, để vậy luôn. Vậy ha. Thì Liêm không có bắt cá ra cả nhà ơi. Anh Tèo kiếm ơi, coi như cá này này giờ này thấy mặt rồi nè. Nãy giờ thấy hình mà không thấy tiếng mà không thấy hình. Nhìn sao giống tôi Châu Tinh Trì dữ ta. Ê anh Tèo, khoan cho em một giây coi. Này con cá hú. À con cá hú. Bốn con cá to. Chiêu mớ cá nhỏ nhỏ. Không, nói chung là cá cày ở nay được 5-6 con gì á. 5 con. Dạ. Với lại mình được 3 cá hú mà được 2 con này bự ha. 2 con vô lợi. Ừ, 2 con này ký mấy, ký mấy 2 ký á. Một con đó nha, một con ký mấy 2 ký. 2 con này vô lợi rồi. Ba con này 5 ký khỏe anh ơi. Đúng. 3 cá hú 5 ký cũng được rồi. Với lại mấy cá cày nữa về làm chả. Vậy là vừa có làm chả để mình nấu canh mà vừa có cá này để mình kho. Còn hoặc cá này quay lại nấu canh chua rồi chả quay lại mình chiên cũng ngon. Quá trời món rồi, quá trời món rồi các bạn. Đó. Đạo quá. Không, có anh Tèo nay đi hên nè nha. Mình muốn cảnh đi theo chơi nữa nha anh Tèo. Đây rồi. Đây rồi. Bạn hai cái hú sao nhìn thấy đã ha. Dạ. Con lên vậy nhìn cái hú lên vậy nhìn nó ngon. Ngon rồi. Dạ con nói được, nó bự bự đó. Không cho dù cá đi lạc nhưng mà cá cũng đẹp, tốt ha, cá tốt anh em. À. Dạ. Rồi đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi cả nhà ơi. Tùng xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này nha. Anh Tèo, mai mốt đi nữa nha anh Tèo. Đi nữa. Dạ rồi. Rồi Tùng xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.